À, dạ vâng, đầu tiên xin em lại gửi lời chào, lời chúc sức khỏe toàn thể anh em là thợ đi bẫy chim. Hôm nay xin em lại về một con loa không có gì xa lạ với các bác nhưng sẽ được cải tiến rất là nhiều các bác nhé. Đó là con Q93, con Daily Q93 Bluetooth và sử dụng bằng tiếng Anh nha các bác. Anh em ta cùng đi chi tiết mở con loa ra xem bên trong con loa này là có những gì nhé. Đấy, anh em cùng khui loa xem có những gì nào. Đấy, đi khui thì có những cái gì trong trong này nhé. Khi mở loa ra thì các bác thấy này, đấy, bên trong loa là có những này, phụ kiện này, dây sạc này, cho dây sạc này là dây sạc cho loa này, dây sạc cho remote và điều khiển này, đây củ này, củ nó đang luôn cắm được hai cái này luôn các bác nhé, đấy rất chi là ok luôn. Đây là cái remote nha các bác, một điều khiển này điều khiển xa là 200m nhé, hết xịn sò dùng pin 5C của Nokia. À, một hãng điện thoại rất chi là bền bỉ theo thời gian và cũng được sử dụng ở trên con Daily Q93 này. Mời các bác ấn tắt mở ở đây nhé. Các bác kéo xa ra là bắt được 200m nhé. Đây là cái thân loa này, nhỏ nhỏ xinh xinh như có võ đây. Được thiết kế rất chi là ok. Nên là sử dụng vỏ bằng chrome rất chi là đẳng cấp. Đây, công suất của nó là 180W và 2200A các bác nhé. Đấy, rất chia là đỉnh cao luôn. Đấy, các bác chắc chắn nhé. Đấy, sử dụng bằng tiếng Anh nhé các bác. Đấy, bây giờ em xin lắp test luôn cho các bác này. Các bác lắp này, ấn này, mở này, bỏ ra này. Đấy, rất chia là dễ dàng đúng không? Bây giờ nghe ta cùng test này. Đặc biệt trên con loa Daily này các bác sử dụng có cả chế độ ghi âm loa nhé các bác. Bét này là ghi âm loa nhé. Đây, anh em tự ấn chạy này. Bịp nhái luôn nhé, rất chia đẳng cấp. Đấy, cảm ơn các bác đang xem video. Các bác xem video thì hãy like, đăng ký kênh ủng hộ em và chia sẻ mạnh tay cho anh em bạn bè của bác bên đến số em để mua được những sản phẩm tốt của bên em nhé. Cảm ơn các bác đang xem video, chúc các bác một ngày sớm hiệu quả.